Đám cưới đồng tính gây sốc vì cả đôi đều như nam thần, nhưng ai cũng sốc nặng khi nhìn mặt cha mẹ hai bên. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cặp đôi đồng tính, bất giác nhìn sang ánh mắt của cha mẹ hai bên, chúng ta mới hiểu rằng dù con họ đang hạnh phúc, nhưng những phụ huynh này vẫn canh cánh trong lòng sự lo lắng cho cuộc sống lứa đôi của con mình. Những hình ảnh về một đám cưới đồng tính được một nhiếp ảnh gia Hà Nội LDC tung lên trang cá nhân đang thu hút được rất nhiều người quan tâm. Được biết, đám cưới này được tổ chức hôm ngày 26 tây tháng 3 năm 2017 dưới sự chứng kiến của họ hàng hai bên và hàng chục quan khách có mặt để chúc mừng cặp đôi. Nhiếp ảnh gia không tiết lộ tên cặp đôi đồng tính và cũng khéo léo chọn các góc chụp giấu tên trên mạng xã hội. Dù vậy, những bức ảnh vẫn thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Trong những bức ảnh của người này, có thể thấy cặp đôi trong trang phục áo dài cách tân, họ hạnh phúc bước đi giữa sân khấu với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Dù định kiến về đám cưới đồng tính vẫn còn nhiều người, nhưng cặp đôi này vẫn tổ chức một đám cưới khá hoành tráng, đầy đủ các hủ tục và có rất nhiều bạn bè người thân có mặt đến để chúc mừng hạnh phúc. Tuy nhiên, khi lật xem những bức ảnh, bên cạnh ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của hai chàng trai, nhiều người tinh ý nhận ra sự buồn bã trên khuôn mặt của cha mẹ hai bên. Dù không nói ra, nhưng nhiều người hiểu được họ đồng ý cho hạnh phúc của hai con, nhưng cũng không ít lo lắng liệu cuộc sống của các con có thể vượt qua được những định kiến xã hội hay không. Các bức ảnh này đã nhanh chóng được lan truyền trong các nhóm kín và nhận được rất nhiều bình luận trái chiều. Bên cạnh sự chê trách không ủng hộ thì có rất nhiều người chúc phúc cho cặp đôi, hy vọng rằng họ sẽ chung sống hạnh phúc để không phụ lòng cha mẹ và những người thân. Hiện tại, chưa xác định được danh tính cặp đôi đồng tính đẹp trai này, cư dân mạng vẫn đang tìm kiếm thông tin và địa chỉ Facebook của họ để chúc mừng.